Theo Bộ Y tế, 35% bệnh nhân Covid nặng và tử vong chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine xuất phát từ tâm lý sợ tác dụng phụ của vaccine. Bộ Y tế đề nghị tăng cường giả soát và triển khai truyền thông và tiêm vaccine cho người dân, đặc biệt là những người thuộc nhóm nguy cơ cao. Bộ cũng yêu cầu các đơn vị liên quan giả soát và siết chặt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh từ cấp cơ sở, đồng thời bố trí nhân lực để theo dõi, chăm sóc, điều trị người bệnh nhập viện để phát hiện sớm tình trạng chuyển nặng, xử trí kịp thời, hạn chế tử vong.